ngoài, một người nước ngoài có vẻ rất là phấn khích ạ. Một người chúng tôi quan sát thấy một người nước ngoài có vẻ rất phấn khích đã liên tục hô Việt Nam vô địch. Where are you from? Where are you from? Canada, buddy. Canada. Canada. Vâng, một du khách ở Canada đang rất phấn khích. Thưa các bạn, một du khách ở Canada liên tục hô Việt Nam vô địch và Việt Nam Hồ Chí Minh. Một du khách từ Canada, thưa các bạn, ở trong đang tường thuật tại ngã ba trên cách chân phố Huế, đường đổ ra lên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Cảm ơn, vâng, du khách Canada. Những kẻ chống cộng ở Bắc Đức bảo là thằng Tây bị nhồi sọ. Ông Tây này là người